Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Chắc là khoảng hơn một tuần rồi á. Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Thì những cái video trước mình làm hướng dẫn cho các bạn cách làm event nè, rồi lấy đồ miễn phí, thì có một số vật phẩm nó vẫn còn miễn phí. Bạn nào mà chưa lấy thì có thể vào inventory của gạt Mai Phương á và check nhá. Thì đây nè, chúng ta còn cái con hổ cute Unu này nè, New Year Tiger. Nhưng mà các bạn muốn lấy cái vật phẩm này thì phải trên cái thiết bị iOS hoặc là dùng một cái thủ thuật gì đó trên máy tính mà mình không biết nha. Nói chung là ai có iPhone ấy thì có thể lấy cái con này ở trên ứng dụng Roblox. Sau đó thì các bạn còn cái IC Brand nè, free luôn. Kéo tuốt xuống đây thì có một cái nón nè, AOTBH này, free cái tai nghe luôn nè. Đó thì những bạn nào mà chưa lấy những vật phẩm này thì có thể là cách nhanh nhất là vào inventory của mình đi, gạt Mai Phương á, rồi các bạn check. Cái ba lô tuyết nó up sale rồi, chứ đợt trước là nó có cái free mà, nên nó trẻ nó up sale rồi mọi người. À có cái này mình muốn khoe với mọi người nè. Đâu rồi, quay. Những cái mắt kính mà mình hướng dẫn mọi người cách để lấy á, thì bây giờ trong game thì là free, nhưng mà ở ngoài này bán 125 Robux rồi mọi người ơi. Và sự kiện cũng kết thúc rồi. Chắc các bạn cũng biết là những mắt kính này nó lên giá rồi đúng không? Thường á là có một số cái là các bạn vào trong game làm event nhận bình thường nha, nhưng mà khi mà event kết thúc thì nó lại biến thành Robux. Đấy. Sướng nhất bạn nào mà cài event lấy cái này trở thành Robux nha. Nếu mà bạn nào có theo dõi cái story ở trên YouTube hoặc là trên Facebook của mình á, thì mình có up một cái story, tức là mình thắng giải nhà sáng tạo video trong tháng 12 của tựa game PUBG Mobile á, giải thưởng là 1.000 UC. Thì các bạn có thể hiểu nôm na cái UC đó nó cũng giống như Robux vậy đó, giống như 1.000 Robux kiểu thế. Thì giải thưởng cao nhất là 10.000 UC, còn mình thì 1.000. Nhưng mà dù sao thì mình khá là hãnh diện, tại vì cũng là nằm trong cái top mà được giải thưởng. Mình cũng đang chờ game đa trao giải cho mình, hiện tại là mình chưa có được nhận UC. Thì bạn nào mà có hay chơi TikTok hay gì kia thì các bạn có thể follow cái app của mình nha. Thì mình sẽ để cho mọi người xem cái hình và ID nè, myroblox.pubg. Hồi trước khi mà mình chơi PUBG Mobile thì cái ID TikTok là myphuongroblox. Nhưng mà sau đó thì mình đăng những cái clip về Roblox nó bị flop, tức là không có xu hướng á, cái mình nản. Rồi khi mà mình chơi PUBG Mobile rồi cái mình up lên, mình thấy là có khá nhiều video được lên xu hướng. Xong rồi mình bắt đầu mình đổi lại cái tên trong TikTok là myroblox.pubg. Và mình nghĩ là video của mình đến đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi mình nha. Thì có những vật phẩm gì miễn phí mình sẽ làm video gửi đến mọi người nhé. Hiện tại thì vẫn chưa có. Mình chỉ làm video thông báo đến mọi người để mọi người đỡ nhớ rồi. Mình cũng nhớ mọi người quá trời, nhưng mà chưa có vật phẩm miễn phí thôi nên không có làm video ấy.